Chào chị Ngọc Lan, chào cô Tô Nha, xin chào các bạn khán giả đang xem đài. Ta đi về, mời bạn. Quý vị có nghe gì không? Phải cô, quý vị có nghe gì không? Chào chị Ngọc Lan, chào cô Tô Nha. Không phải cô, hồi đó cô dạy em ở trong đại học sư phạm Trung ương. Chính xác. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy đến với lại cái công đoạn đầu tiên, đó là khi mà chúng ta mang bầu, lúc đó cảm giác của mình như thế nào? Từ lúc mà em có bé đầu thì bị sảy thai tự nhiên. Cái sau một năm thì chồng em muốn yên tâm hơn, mới đi chích ngừa rồi đi khám đủ kiểu hết á. Bác sĩ dặn là chích cái mũi cúm thì phải đợi 2 tháng sau thì hãy có bầu thì mới thuốc nó tan hết thì ok. Mà về cũng tuân thủ lắm, tại vì có cái phớt rồi nên mình rất là sợ. Nhưng mà cũng không biết sao nữa mà lại có em bé luôn. Sao mà không biết sao được? Phải biết chứ. Thậm chí là đêm đó có trăng nữa. Đúng rồi. Nhưng mà làm sao em phát hiện được khi mà em biết không biết làm sao á, người sao phát hiện? Em cũng không biết luôn, tại vì chỉ trễ vài ngày thôi mà em nghĩ là do em ăn đồ cây hay là nóng á thì nó trễ kinh. Không biết sao mà vài mấy chị đã làm nên lịch sử rồi, nhiều khi có 5 phút là làm nên lịch sử đấy, tới vài ngày. Cái mấy chị trong trường không biết sao mà nhìn nó em là có chắc mình có bầu rồi đó, mua thử đi. Thì em không tin, em tại vì lúc đó là dùng nhiều biện pháp an toàn lắm rồi, cũng mua chợ thử chơi thôi. Cái em mới nhờ cái cô làm chung trong trường á, cổ đi ra đi vô trong trường được, nhờ cổ mua que thử giùm em thích quá, em lại nhờ cổ mua thêm 2 que nữa. Thích quá hả? Thích là thích chuyện mình có bầu hay là thích cái gì? Em thích nhìn cảm giác mà nó lên 2 vạch á. Cô giáo mầm non có một cái ưu thế là gì? Rất là chi tiết, cho nên cái cảm giác mà nó hiện lên từ từ 2 vạch cũng tạo ra hạnh phúc. Cái đi mua thêm 2 que nữa. Dạ, bây giờ có mua thêm 2 que, nó cũng vẫn lên 2 vạch. Lúc đó em vui quá, mới gọi cho chồng, thì lúc đó đang giờ ngủ trưa. Thì chồng em mới hỏi thiệt không em? Tại vì mấy lần trước em hay chị này trong trường mà có bầu em cũng hay mượn que để em chọc chồng em á. Hai ba lần rồi, bây giờ tới phiên mình thì chồng nói thiệt không? Hay là xạo vậy? Cái nói thiệt, lần này là thiệt. Vậy anh cũng vui nhưng mà anh cũng lo. Tại vì bác sĩ dặn như vậy mà bây giờ mình có em bé rồi không biết có sao không. Rồi ảnh cứ hỏi mình hoài. Mình cũng đang từ vui mừng cái mình cũng chuyển sang trạng thái lo lắng giống ảnh luôn. Đi khám thì bác sĩ nói chưa có trường hợp nào mà do thuốc chích ngừa còn mà em bé bị sảy là em bé bị dị tật hết á. Cái lúc đó chồng em mới ok, mới yên tâm. Tâm lý của anh chồng này á thì với cái trường hợp này là em thấy rất là đúng luôn. Chỉ cái tâm lý cô này là em thấy hơi sai nè. Em thì lại trông chờ là cái lúc mà cổ biết cổ có bầu á thì cổ lại sợ là bởi vì trong người mình đang có thuốc. Sau đó sao tâm lý của cổ bị ngược vậy? Còn anh chồng là tâm lý đúng nha. Đó, anh chồng là tâm lý đúng. Phải nghe tiếp coi cuối cùng tập này ai mang bầu. Trong cái quá trình mà em mang thai như vậy thì cái cách em chăm sóc em bé trong bụng nó như thế nào? Từ lúc có bầu á em không ngén gì hết, cái gì em cũng ăn được. Khỏe nha. Giờ chồng em có ngén giùm không? Chồng em không luôn, em cũng bước qua bước lại người chồng em, tại chị làm chung chỉ như vậy để cho chồng ngén ngủ giùm. Để cho chồng ngén giùm, đó là cái mẹo. Các bà vợ thực sự có rất nhiều tâm cơ, thưa các anh, hãy cẩn thận với phụ nữ. Vậy luôn, lúc em bước chồng em có thắc mắc không Trúc? Lúc đó chồng em không có biết gì hết, chỉ nói là giấu không được nói cho chồng em nghe thì chồng em mới ngén được. Mấy anh thấy không? Mấy anh tưởng mấy anh là ai? Rồi em bước mấy lần luôn? Ngày nào em cũng bước hết đó. À, trời, vậy là quá liều. Em ơi, nhiều khi bước một lần thôi em bước chi cho cứu vậy? Em coi chồng em thử có bị ngén không? Cái hông luôn. Mà chồng em vẫn bình thường. Tại vì bé của em chuẩn với là nó rất là ngoan nên cũng không có gì đặc biệt hết á. Chỉ có lúc mà mang thai 3 tháng á thì em bị ngứa. Em bị nổi hết nguyên người luôn, trừ cái mặt em ra thôi, toàn thân em là bị nổi hết. Mà em cũng không biết là tại sao nó bị như vậy. Bác sĩ lúc đó có bầu thì không được uống thuốc, cho nên chồng nói thôi vậy vô gia liễu khám đi, bác sĩ cho thuốc sức. Cái ngày nào anh cũng sức cho em, mà chị biết nguyên cái người em lúc có bầu nó mập mà sức. Trời ơi, sức xong là anh đi ngủ thôi, anh không làm được gì hết. Vừa sức đuối mà em. Đúng rồi. Trời, sức thuốc mà đuối. Đúng luôn. Nó nổi quá trời luôn. Chỉ chịu cái mặt thôi, toàn thân luôn, tới cái chân mà nó vẫn còn nổi luôn. Rồi ông đi ngủ luôn sau mỗi lần sức thuốc? Đúng rồi, là không làm việc gì luôn. Chứ em muốn làm việc gì? Em muốn làm việc gì? Chị đang chờ đợi việc gì? Lúc đó em cứ nghĩ trời, có bầu mà đã vừa mập rồi mà người thâm đen hết, mặt nó bự ra rồi bây giờ còn bị ghẻ nữa, mai mốt chắc là thế nào sau này hết nó cũng để lại ghẻ không ít thì nhiều. Nhưng mà tự nhiên tới một ngày mình không để ý tới nó, mình quên nó thì nó lặn sạch luôn, không còn một cái dấu tích gì trên người hết. Ồ, nó ngộ quá ha chị ha. Chị có lý giải được về việc này không? Tại vì mình rất là dễ bị định kiến và có những cái suy nghĩ đóng khung á, là
à có bầu thì phải ngủ hoặc là phải ăn hoặc là phải thèm hoặc là sợ một cái món gì đó thì mới gọi là ngán. Nhưng mà thực sự thì dưới cái sự thay đổi của cơ thể nó có thể là 1001 biểu hiện khác nhau. Ở một cái góc độ nào đó, chính cái sự thay đổi nội tiết ở bên trong nó cũng tạo ra cái việc đó là em có quá nhiều thứ về vấn đề da liễu, thì nó cũng là một trong những cái biểu hiện của ngán rồi. Thì nó cũng chỉ kéo dài khoảng là 3 tháng đầu, mà sau đó thì nó hết. Đó chính là cái sự thích nghi của cơ thể. Sau cái thai giai đoạn đầu tiên, chúng ta bắt đầu thích nghi với cái sinh vật đó và cơ thể chúng ta có thể quay trở về với cái nhịp bình thường. Thì lúc đó là có nhiều mẹ bầu là không còn ngán ngủ, không còn ngán ăn. Rồi em thì bây giờ hết ghẻ. Em thì bây giờ hết ghẻ. Kiểu vậy hả? Trời chị ơi, chị nói là nổi mẫn cảm. Hồi này ghẻ là chút chồng em dùng nhận định. Rồi hết ghẻ rồi, quá trình đó nó như thế nào? Chồng em mừng, em cũng rất là mừng. Chị nghĩ là chồng mừng hơn á. Chồng mừng sức vả. Cũng mệt quá mà. Rồi lúc trước khi có bầu á thì em coi trên mạng với lại coi trên tivi, đọc sách báo á, thì người ta nói là có bầu đừng có nên ăn nhiều. Ăn nhiều thì chỉ vô mẹ thôi, không có vô em bé đâu, chủ yếu là bổ sung vitamin thôi. Mà vẫn có những người lên tới 20-30 kg. Thì em nói trời ơi, sao mấy người này dở quá vậy, ta chủ yếu là bổ sung vitamin thôi, ăn chi cho mà lên quá vậy. Khi em bị nghiệp buộc luôn, em ăn không phanh luôn, em lên 30 kg. Em lên 30 kg. Mà đã gì ăn đều độ lắm nha, lúc đó còn đi dạy ở trường không em? Đó, mang bầu nhưng mà vẫn đi dạy mầm non, mà trường mầm không có cái gì mà nó quy củ hơn trường mầm non và quân đội hết á. Giờ đó là thể dục, giờ đó là ăn, giờ đó là ngủ, thành ra trời ơi luôn. Nhưng mà em dạy thêm có một tháng là chồng em thấy em mệt quá cho em nghỉ nhà luôn. Kể từ lúc đó là ăn ngủ. Mà thèm tinh bột không à, em không biết tại sao. Nghiệp quá. Trong cái quá trình mà mình mang thai như vậy, nó có cái sự cố nào ngoài cái việc mà mình có ghẻ? Có ghẻ thì nó có cái sự cố nào xảy ra đến thai nhi không? À dạ có, lúc đó là siêu âm 4D là khoảng tuần thứ 23. 23-24. Đi siêu âm xong bác sĩ tự nhiên hỏi em là ủa nhà em có ai bị lùn mông? Tại sao xương đùi em bé ngắn vậy? Cái em lúc đó là tự nhiên có một cái gì đó trong đầu em lóe lên rồi. Em nói không, chồng cũng kêu 1m8 mà con cũng 1m6 mà nhà ai cũng cao đó. Cái bác sĩ không nói gì hết. Thì chồng nói không sao, xương đùi ngắn thì cho đi bơi, cho tập thể thao. Nên kêu em là đừng có lo. Cái thầy chồng đi về, tối đi ngủ rồi chồng em mới nói: em ơi, chị Trang mới gọi nói là ngày mai thầy chồng mình đi lên bệnh viện Từ Dũ. Thôi em bé người ta nghi ngờ là bị đau. Cái lúc đó như một đêm đó em với chồng em là không dám ngủ luôn, cứ mong tới trời sáng để đi lên bệnh viện. Thì lúc mà lên bệnh viện á, vô trong phòng khám đó thì em thấy ai vẻ mặt cũng bàng hoàng hết á, vợ ai cũng khóc hết á, em rất là lo. Thì lúc đó bác sĩ nói là bây giờ có hai trường hợp, một là chọc ói thì khả năng chính xác được tầm 50-60%. Còn phương án thứ hai là mình đi xét nghiệm, thì chi phí xét nghiệm này là nó cao hơn rất nhiều. Thì chồng em mới nói là thôi không sao, con là tất cả, tiền mình có thể kiếm được nên thôi mình làm xét nghiệm liền đi, 3 ngày là có kết quả rồi. Còn chọc ói nhiều khi ảnh hưởng tới mẹ, tới em bé nữa. Cái lúc đó bác sĩ mới viết giới hạn thì qua Bệnh viện Đại học Y Dược, thì chỉ có bên đó là nó mới test cái đó thôi. Thì em nhớ lúc đó là vô thử máu, người nó không có dùng cái ống chích bình thường để thử máu. Mà lúc đó em chưa kịp ăn sáng gì hết, lấy máu ra là bị choáng luôn. Mà lúc đó là về là giống như là địa ngục ở trong nhà vậy. Rất nặng nè. Được, dạ. Má chồng em, nhà chồng cũng rất là thương em, không dám nhắc tới. Trong 3 ngày đó thì không ai nói chuyện với ai hết. Tại em chỉ có khóc không à. Tại em lo, em nói mà mình cũng sống đâu có ác với ai đâu, mà sao tự nhiên bị như vậy. Em với chồng em là không nói chuyện luôn. Tại vì chồng em nói là sợ an ủi em á thì giống như là vỡ òa, em lại khóc. Em chịu không được nên thôi anh cũng không nói. Cái 3 ngày sau bác sĩ kêu là chiều hãy lấy kết quả. Nhưng mà em canh tới 10, 11 giờ là lúc người ta làm việc đó. Thì lúc mà em hỏi là bác sĩ ơi, con em kết quả như thế nào, thì bác sĩ nói là không sao đâu em, con em bình thường, không sao hết. Lúc đó giống như là em chút được cái gông trong cổ ra. Em gọi điện cho chồng em mà đang giờ làm việc á, ra ngoài đứng khóc, em cũng khóc đó. Trời ơi mừng quá anh ơi, bây giờ em mới thấy là làm mẹ là nó thiêng liêng như vậy. Có những giây phút mà chỉ có những người mẹ mới trải qua được những cả cảm giác đó thôi. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua Fanpage Chat với Mẹ Bỉm Sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076.
bây giờ không, mình chuyển giai đoạn đi, chuyển qua tới cái giai đoạn mình đi sinh đi. Lúc đó mình như thế nào ta? Mình kể lại tỉ mỉ từng chi tiết từ cái lúc mà mình hơi hơi đau bụng cho tới lúc đi đẻ coi nè. Quá trình đi sinh của em là em viết thành nhật ký cho con em luôn, tại vì nó quá sức chịu đựng của em. Tại vì đoạn trường mới vậy. Đúng rồi. Mọi người nhìn em á đều nghĩ là trời ơi con nhỏ này như vậy chắc nó sẽ sinh thường, nó sinh dễ lắm. Nó tạng người như vậy sẽ có nhiều sữa. Em cũng nghĩ như vậy, em luôn luôn nghĩ như vậy. Lạc quan như vậy lắm. Em nói trời chồng ơi, khi nào mà em sinh xong chồng nhớ mua hoa tặng em nha. Rồi nhớ đặt phong sinh gia đình nha. Rồi cái bác sĩ dự sinh là cuối tháng 10, tầm 30 tháng 10, nhưng mà ngày 16 tháng 10 là kỷ niệm ngày cưới. Thì em dặn là đầu tháng em dặn rồi, con ráng ở thêm mấy ngày nữa cho ba mẹ ăn kỷ niệm ngày cưới rồi hãy ra. Rồi cái ngày qua ngày 17 là ba mẹ ăn kỷ niệm ngày cưới xong rồi đó, qua ngày 17 tự nhiên ngày hôm đó em buồn ngủ á, em ngủ tới 11 giờ luôn. Bình thường em dậy sớm lắm, ăn cơm xong rồi em tiếp tục ngủ tới 5 giờ chiều thì má lại mua cho một tô hoành thánh. Ăn xong em đứng lên một cái dẹp tô thì lúc đó là 6 giờ là nghe cái bụp là em biết là vỡ ối rồi. Mà em lại nghĩ trong đầu trời nó vỡ ối vậy chắc là nở rồi, đi vô là chỉ có đẻ thôi. Má em cũng nghĩ vậy, má chồng á, nên vĩnh quán luôn, không có biết là lấy cái gì. Thì thôi không lấy gì hết, đi với em thôi, lấy hồ sơ thôi, còn cái gì thì chồng em đem vô sau. Mà lúc đó thì 6 giờ chiều mà đường nó đông lắm, nên kẹt xe. Mà má em cứ để tay lên bụng em nè, con ơi từ từ nha, tới bệnh viện rồi con hãy ra, con ráng đợi mẹ nha. Má chồng em nói với em như vậy. Còn em thì vui vẻ lắm, trời ơi sắp đẻ rồi, sắp được gặp chồng rồi, sắp được sinh gia đình gì đó. Nhưng mà ai ngờ tới bệnh viện vô khám siêu âm, bác sĩ khám trong thì mới nở có 0,5 phân thôi. Mà lúc đó em bị vỡ ối rồi cho nên người ta phải bắt nhập viện đi lên phòng chờ sinh. Thì lúc mà thay bộ đồ bệnh viện ra thì em gặp chồng em chút xíu làm thủ tục, rồi ngồi xe lăn đẩy lên. Thì em vào đó thì người ta khám lại lần nữa thì cũng vẫn nở 0,5 mà. Cái người ta mới nói thôi bây giờ em xuống giường nằm đợi đi. Mà lúc mà cái cảm giác trời ơi vô phòng chờ sanh một mình nó kinh khủng lắm. Em nghe tiếng la hét rồi kêu đi mổ đi, không có chịu được cái cảm giác này, kêu là đẩy đi mổ. Thì em nghĩ trong đầu trời có gì đâu la, thì mình ráng chịu đựng thôi. Lát nữa em la to nhất phòng luôn. Em không biết sao nữa, em thấy trong đó em sủng nhì lắm chị. Người ta ráng người ta nằm yên để đo tim thai cho con của người ta, còn em cứ lăn qua lăn lại. Cái tim thai con em nó lên xuống gì nè, thì nó chập trùng như đồi núi vậy đó. Bác sĩ nói bây giờ có muốn đẻ em bé không? Cái mà em lại sợ đau nữa, em khóc quá chị khóc luôn. Mà em lại bị lên huyết áp, bác sĩ nó nín thì mới đẻ, còn không thì không đẻ. Mà em cứ khóc hoài vậy đó. Cái lên một hồi nữa cái bác sĩ mới kêu một bác sĩ nam ra, nói bây giờ có đi đẻ hay không, không đi đẻ thì đi về. Nè em cái gì đó, cái lúc như là mình bừng tỉnh lại, cái mình mới nằm nói ờ thôi mình phải đi đẻ chứ, không đi đẻ thì con mình nó ở trong bụng mình sao nó chịu được. Lúc đó mới bình tĩnh lại, mới nằm yên lại ráng chịu đựng để bác sĩ đo. Vậy là cô này là được chiều chuộng. Em sợ đau kinh khủng luôn. Sợ đau. Dạ. Lúc đó em có một mình à, em khóc quá gì khóc luôn. Mà chồng em với lại má chồng với lại mẹ của em thì ngồi dưới đợi từ tối hôm qua đến sáng luôn, không dám về. Bao nhiêu người đi sinh rồi mà sao thấy không có em. Mẹ em với chồng em mới lén lên coi em như thế nào. Thì em gặp mẹ em mừng quá, em nói thôi mẹ ơi con đi về, con không đẻ nữa đâu, đau quá con không chịu đựng được. Em được luôn đâu em. Em giật dây ra luôn, em không chịu được. Trước khi mà em đi sinh thì trong toàn bộ quá trình mà em mang thai á, cái hình dung của em về câu chuyện đi đẻ nó như thế nào? Em hình dung nó là màu hồng lắm chị, là tại vì người ta đều nói là em là đẻ dễ, vô là chỉ có đẻ thôi, mà em bị vỡ rồi em nghĩ là em vô đẻ liền. Lúc nào em cũng mặc định như vậy hết á, cho nên là đó, hoàn cảnh xô cái bả đẩy luôn là vậy đó, trời ơi. Cho nên là lúc mà một mình em phải trải qua hết những cái quá trình em mà bị sốc. Dạ đúng rồi, em không nghĩ tới, em cứ nghĩ là em vỡ ối rồi vô đẻ liền là 2-3 tiếng sau là mình được gặp con mình. Mình cứ mặc định trong đầu mình. Có phim nhiều quá nè, vỡ ối cái á đẻ. Đâu có. Vẫn truyền hai chai thuốc dục sinh luôn mà em vẫn không nở, phải mổ. Em nói ờ vậy thôi cho con đi mổ đi. Trời lúc đó em chưa thấy ai mà nghe mổ mà vui như em. Trời em vui lắm luôn á. Em được gỡ ra khỏi cái đống dây nhỏ là em cảm thấy hạnh phúc lắm. Mà bác sĩ nói bây giờ đẩy qua phòng mổ mổ liền. Em nói trời mổ chưa kịp nói với chồng là mình đi mổ, lỡ giọng dặn chồng là đặt phòng sinh gia đình rồi, chưa kịp dặn dò chồng gì hết. Cái bác sĩ nói được, em được gặp chồng em. Em gặp chồng em 5 phút để em đưa cái mắt kiến. Em rất là tủi thân luôn. Cũng bình tĩnh lại mà nó không sao. Vô là mổ là xong liền à. Mà trong đầu em lúc đó cứ nghĩ là mình mổ mình gây tê thôi, mình cũng được nhìn thấy con mình. Nhưng mà không ngờ là để vô phòng mổ bác sĩ nói là
em ghi mê nha, tại vì em đợi lâu quá rồi. Sợ em bé bị ngợp. Trời ơi, em lúc đó em thích coi phim kinh dị lắm chị. Lúc đó em cứ nghĩ là trời ơi, chết rồi, mình gây mê rồi, không biết mình có sống lại được không, hay là mình đi luôn, mình có tỉnh lại được, tỉnh lại lúc nào rồi chồng mình sao, mình chưa kịp dặn dò chồng mình cho con uống sữa gì nuôi con sao, chưa kịp dặn dò gì hết đó. Em cứ nghĩ vậy, em khóc quá trời luôn, tại vì chưa kịp chăn chối, em đầu em nghĩ là vậy đó. Em nghĩ vậy luôn á. Lúc mà mổ xong rồi á, là lúc 2 giờ là em bé chào đời, là đẩy em vào phòng hồi sức. Mà lúc đó em tỉnh lại, câu đầu tiên em không hỏi con em đâu, em nói cho mượn cái gối thì nhức đầu quá. Rồi em nằm lên cái gối đó, em ngủ một giấc luôn, cho đến khi mà em đỡ nhức đầu, em tỉnh dậy, em nói ủa, hình như mình vô đây để mình đi sinh em bé mà, ủa rồi con mình đâu, xong ai nói gì với mình nó vậy. Lúc đó em mới chợt nhớ tới con cái em, mà tại vì bị lấy mắt kiến rồi em đâu có nhìn thấy ai là ai đâu. Em mới nằm, em mới la lên, ủa con em đâu rồi chị, con em sao rồi. Thì lúc đó chị y tá mới nói không sao hết, bé nằm Vũ Nhi, đợi em tỉnh lại thì bé đi xuống với mẹ. Appetito Zero ăn ngon 3 tác động từ thảo dược chuẩn quá châu Âu, dành cho trẻ biến ăn. Rồi cái cảm giác lần đầu tiên khi mà mình được gặp con mình nó như thế nào? Nó có giống như trong phim không? Không, em sợ lắm. Em sợ con em hai tay đều bị chuyền hết mà còn phải ngồi lên cho con bú. Nên em sợ lắm. Mỗi lần mà má hay là mẹ ẵm con tới gần em là em ngủ không à, em giả bộ em ngủ để không cho con bú. Nó lại là một cái cảm xúc đúng, khác nó ha. Là cảm xúc khác cho nên nó muôn hình vạn trạng. Thứ nhất là vì chúng ta vừa mới phẫu thuật xong. Cái thứ hai, ví dụ như cái tâm lý của Trúc là chị có thể hình dung ra được điều đó. Ở Trúc á, cái nhu cầu của chính cơ thể mình, những cái tín hiệu đi từ cơ thể của bạn ấy nó quá mạnh để bạn ấy phải ngay lập tức lưu ý đến bản thân mình để mình được an toàn đã. Cái gọi là cái tâm lý loại trừ con trẻ là có thật ở những mẹ bầu mới sinh. Má chồng của em cũng hiểu, cũng thông cảm nên không có nói gì hết. Tới khi mà nó hết đau vết mổ, nó đỡ đau rồi, em có thể ngồi được, em có thể ẵm con được. Lúc đó em mới cảm nhận được là con nó đáng yêu. Tầm khoảng gần 10 ngày nhỉ? Đúng rồi. Em mới cảm thấy tình mẹ nó thiêng liêng. Còn lúc đầu là em sợ lắm, nó đứng gần em sợ, em không dám ẵm luôn. Chỉ có bà nội bà ngoại ẵm thôi. Lúc nãy em nói là về cái vấn đề cân nặng của em á, em mang bầu em lên tới 30kg lận. Lúc trước sanh là mấy ký? Lúc trước sanh là em tầm 55-56kg thôi. Như vậy là có bầu lên 30 là 80-mấy ký, gần 90kg. 85kg. Tại em cứ nghĩ thôi không sao đâu, mình cứ lên ăn đi, mình lên nhiều, mốt mình đẻ con ra chắc cũng giảm tầm 10-15kg. Tại vì mình đẻ thường mà nhao nhớt thì nó ra thì cũng giảm được nhiều. Em lên cân thì giảm đúng 3kg. Em bé sinh ra 2kg 9, em giảm đúng 3kg. Chồng em cười quá, chị cười luôn. Em không tin luôn, em nói ủa tại sao vậy, ủa gì còn nước ấu rồi gì đâu hết trơn rồi, ủa đâu hết. Tới bây giờ luôn số cân nặng nó không giảm. Tự ti về cái ngoại hình của mình như vậy thì cái chuyện vợ chồng nó có ảnh hưởng gì nhiều không? Một mình em tự ti thôi nha, còn đúng chồng rồi. Em lúc nào cũng nói là em còn nhìn ngon, nhìn cũng được. Trời ơi, bây giờ đang ngon nè. Không, tại vì cái phản ứng mà ổng cười ngặt nghẽo khi mà bạn này bạn leo lên cân là mình hiểu, anh là chịu hết. Ừ, ngon như vậy là chắc anh ăn mỗi ngày hả em? Chồng em cũng thương em lắm, nó là thôi khi nào em lành hoàn toàn đi, không còn đau nữa đi, thì mình hãy làm. Cái cũng 3 tháng đó mà em bình phục hoàn toàn thì chồng em với em mới bút lịch đó. Đúng rồi. bút lịch lại. Trời ơi, như vậy là anh chồng này tâm lý. Nhưng mà lúc đó cái tức là cái lần đầu tiên quay trở lại á, cái sự tự ti nó đến từ phía em. Em có cảm thấy là mình cũng rất là cọc cạch, rất là thấy lo âu không? Em không cảm thấy lo âu nhưng mà giống như là em không còn ham muốn như hồi trước khi sinh nữa. Thấy nó bị giảm hẳn luôn. Chồng em thông cảm lắm. Lúc nào mà em cảm thấy ok á thì em nói với chồng. Anh chồng này là quá tuyệt vời rồi chị, rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Nào như vậy thì bây giờ mình có lời nhắn gửi nào dành cho ông xã của mình không? Em muốn gửi lời nhắn gửi này cho má chồng của em. Tại vì má chồng của em là người mà chăm sóc lo lắng cho hai mẹ con em từ lúc mà em sinh cho tới lúc bây giờ hiện tại. Con xin lỗi má vì con đôi khi con quá vô tâm. Con cứ nghĩ là má thương con với lại thương Kinh đi quá thì má sẽ bỏ qua hết cho con, nên con cứ nghĩ là như vậy nên con cứ làm sai với má. Nhưng thông qua chương trình này con muốn gửi lời tới má là trong lòng con rất là thương má, mong má bỏ qua cho con. Rồi thôi, nếu mà mình đã biết là cái khuyết điểm của mình như vậy thì từ bây giờ thì mình phải thay đổi, mình phải thể hiện cái tình cảm và cái tình thương của mình dành cho má nhiều hơn để bù đắp lại cái tình cảm mà má dành cho mình. Và thật sự là cũng rất là cảm ơn má chồng. Cảm ơn má chồng của Trúc
Xin được cảm ơn Trúc đã nhận lời tham gia chương trình. Và làm chào, xin giới thiệu giùm em những thông tin cơ bản của mình như là họ, tên, tuổi, nghề nghiệp, anh đang ở đâu nha. Anh ở anh Tống Văn Nghĩa ở Vũng Tàu. Anh Nghĩa sinh năm mấy, làm nghề gì? Sinh năm 1992. Làm nghề thợ hớt tóc. Rồi mình có cửa hàng hớt tóc luôn hay là anh đi làm cho người ta? Mình hớt tóc tại nhà mình luôn. Giờ anh đang ở Vũng Tàu với ai? Anh ở nhà một mình thôi, tự lập á. Rồi quê anh ở Vũng Tàu luôn hay là quê anh ở đâu? Ở Long Hải, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Rồi mình chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi anh Nghĩa. Điểm mạnh chịu khó, siêng năng. Nói gì nữa, anh mình cứ thoải mái chia sẻ đi nè. Chỉ vậy thôi à, với thích chạy bộ thôi. Còn điểm yếu là gì? Điểm yếu là nhút nhát trước đám đông. Rồi mình chia sẻ về đường tình duyên đi. Anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi và sao mà mình chia tay? Trải qua một mối tình do không hợp nhau á, chia tay. Rồi mối tình nó cách đây bao nhiêu lâu và mình không hợp nhau, là không hợp về điểm gì? Cách nhau cách đây khoảng 6 năm. Do mình cũng hai đứa quen nhau cũng muốn tìm hiểu rõ về công việc của hai đứa, nhưng mà người kia không có cho mình biết á. Rồi 6 năm nay là anh có quen thêm ai khác không? Không, vẫn ở một mình. Rồi gần đó không có ai hay sao mà 6 năm mà mình chưa quen được ai? Tại cũng lo làm rồi cũng ít đi chơi á. Rồi và bản thân thì cũng hay tự ti nên là cũng không có mạnh dạn đi kiểu như tán gái á. Anh tự ti về cái vấn đề gì? Ngoại hình. Ngoại hình mình sao nè, anh cao nhiêu, anh nặng bao nhiêu ký? Thấy anh cũng sáng sủa đẹp trai mà. Cao 1m65, nặng 51 ký. Hơi ốm xíu thôi nhưng mà cũng được mà. Rồi vậy mẫu người bạn gái mà anh mong muốn là như thế nào nè? Hiền lành thôi, là chịu khó là được. Rồi còn về ngoại hình nè, về công việc, về tuổi tác hay là quê quán thì sao anh? Mong muốn tìm một người trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì càng tốt. Tuổi tác thì tầm 25 đến 35 là được. 35 là lớn tuổi hơn anh ạ? Lớn hơn 1-2 tuổi không sao. Có gì nữa không anh? Ví dụ như là không ở trong Bà Rịa Vũng Tàu nhưng mà ở Hồ Chí Minh hoặc là ở Đồng Nai, Bình Dương được không? Được. Với quan trọng đạo Phật càng tốt, tại vì cùng đạo á. Theo đạo Phật đó anh. Rồi còn công việc thì sao? Công việc công nhân là bình thường thôi, tại vì phù hợp với mình đó. Rồi ví dụ như là cái chị đó đã lập gia đình và đã ly hôn mà có con được không anh? Cái này mình mong muốn tìm một người chưa có gia đình đó, chưa có đời chồng nào á. Rồi mình còn mong muốn gì nữa không, mình chia sẻ luôn đi anh Nghĩa để bên em có thể tìm người phù hợp với mong muốn của anh nha. Chỉ vậy thôi là được rồi.
Rồi thì hôm nay là buổi nói chuyện đầu tiên của anh Nghĩa bên chương trình nha. Thì bên em có được những cái thông tin của anh rồi. Nếu như mà có bạn nữ nào phù hợp với những mong muốn của anh thì em liên hệ lại ha. Dạ. Là công việc em nuôi heo là sao Vinh? Ý là em ở chỗ làm luôn hay là như thế nào? Em ở chỗ làm luôn ạ. Làm trong trang trại ạ. Ờ, trong trang trại. Rồi. Cái đó là em nói một chút điểm mạnh điểm yếu của mình nha. Điểm mạnh thì em cũng không tự tin lắm, còn điểm yếu thì ngoại hình em hơi ốm á, và lại ít khả năng giao tiếp thì không được tốt lắm, tại chỗ những chỗ đám đông thì em cũng không ấy, còn không theo anh nói. Rồi em bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, hồi còn đi học cấp 3 thì cũng có yêu mấy bạn nữ ấy, nhưng mà kiểu là thích thôi chứ không phải là có cái phải là cũng như tình một tình yêu thật sự như những cái khác. Ừ, là chưa có mối tình nào sâu đậm hết hả? Dạ. Lý do sao mà không có ai hết vậy? Thì kiểu cũng tán tỉnh yêu đương bình thường vậy thôi, nhưng mà kiểu là không ấy được, không quen được á, phải là em ít nói. Rồi ok. Em nói cái 10 phụ nữ mà em mong muốn tìm hiểu đi. Kiểu như là nắng mưa biết chạy vào nhà vậy nè. Rồi thì em cũng chưa có vợ nên mà em cũng muốn tìm một người phụ nữ là cũng như em vậy á. Rồi với lại là không em không cần yêu cầu gì quá ấy, chỉ cần là đơn giản là hợp ý nhau mà bạn ấy đồng ý về muốn hiểu về em hơn và tìm hiểu thì về nhau thì là được rồi. Ừ. Ủa nếu mà đơn giản vậy sao ở đó không có ai hả, sao mà phải tham gia chương trình cho nó xa xôi vậy em? Dạ em thì cũng biết là công việc của em ở trong trang trại còn ít ra ngoài, lại cũng không, em cũng không có nhiều bạn bè gì hết, về đó là cũng lớn tuổi rồi, cũng mong là có một người bạn rồi thì lâu về dài hơn ạ. Rồi được rồi, nếu được chọn thì chương trình sẽ thông báo rồi kêu em hoàn tất những cái thủ tục để mình tham gia chương trình nha. Rồi chị cảm ơn ha. Rồi chào bạn nha, đầu tiên mời mình giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình nha. Em tên Phạm Trường An, sinh năm 1989, quê quán ở Hậu Giang, hiện sinh sống và làm việc tại Bình Dương chị. Công việc là gì vậy An ơi? Em làm công nhân. Mình làm công nhân bên gì, may, điện công ty hay gỗ. Là gì? Công ty gỗ. Làm lâu chưa? Dạ em làm cũng được 3-4 năm rồi chị. Thu nhập ổn không nè? Thu nhập thì cũng ổn, đủ nói chung là đủ sống. Bao nhiêu em? Bình quân thì tháng 10 triệu, mười mấy triệu rồi. Rồi. Em cao không? Em cao nhiêu? Em cao 1m71 chị. Nặng 70kg. Thấy cũng ngoại hình cũng ngon lành nè, mà làm bên đó không có phụ nữ hay sao phải tham gia chương trình vậy? Không có thời gian chứ. Sáng đi làm chiều về chứ lại mệt chứ. Tăng ca đồ nhiều không? Chủ nhật thứ bảy thì sao? Thường thường chủ nhật thì nghỉ, có bữa chủ nhật thì làm. Giống như hôm nay là phải xin nghỉ nè. Trời ơi, casting mà phải xin nghỉ rồi. Chứ lẽ giờ vô công ty ngồi casting cả. Đúng rồi, em phải đầu tư vậy chứ em mới có được bạn gái em ơi. Rồi đó mai mốt rồi có bạn gái là xin nghỉ làm, chở bạn gái đi chơi luôn. Được không? Được chứ, trời cái này được à. Mình phải đầu tư chứ, mình đòi theo ý mình không sao được. Ha. Rồi bây giờ nói cho chị nghe về cái điểm mạnh, điểm yếu của em coi. Em không biết cái nào em là điểm mạnh, không biết nào em là điểm yếu. Em thì thấy em bình tĩnh nha. Có ăn nhậu gì không? Ăn nhậu rồi nấu ăn được không? Nói cái gì mà bạn gái nghe mà bạn gái thấy là chấm em, điểm chọn nói em. Nói chung là nấu ăn được nè. Nhậu là có nhậu nè. Chứ giờ cũng không biết gì nữa. Nói chung mà em thì giống như là tự lập hồi nhỏ mà cái gì em cũng biết á.
Vậy cũng biết là quét nhà đồ này kia là làm biết được hết không hả? Làm được hết. Cái gì cũng làm được á. Rồi, vậy có ăn nhậu gì không? Có nhậu hút thuốc không? Nhậu có, hút thuốc có. Hút thuốc nhiều, cái gì cũng... ngày gói, ba gói, năm gói gì? Giữ ngày hút có mấy điếu ở trong công ty. Nhiều khi tiếng hay tiếng nó cho mình hút có một điếu thôi mà. Đâu hút được nhiều đâu. Em cũng đang giảm để em bỏ hút thuốc mà. Hút nhiều cũng mệt ạ. Rồi bây giờ từng kết hôn gì chưa, bao nhiêu mối tình rồi nè? Em thì giống như là bây giờ là ngày trước là có kết hôn, xong cũng ly hôn được 5 năm rồi, có một thằng con trai thôi. Rồi sao chia tay vậy? Giống không hợp thì chia thôi, chứ bây giờ không biết lỗi do ai hết. Em cũng không muốn kể lỗi ai đây á. Không thì đó em kể là... lỗi em đi. Giờ ai cũng có lỗi thì mình kể lỗi mình đi. Lúc đó mình có quan tâm vợ con không? Để cho người ta phải phàn nàn chuyện gì không? Nói chung thì hôn nhân mà ai muốn đổ vỡ đâu, mình cố gắng hết sức trong khả năng mình thôi. Còn nếu giữ không được thì đó là duyên thôi chị. Thì em cũng chả biết nói lỗi cho ai. Nhưng mà lúc đó có phải do vấn đề về kinh tế không em? Nói chung là cũng nhiều chuyện lắm chị ơi. Này phải lên kể thật ông ơi, chứ không nói vậy ai dám quen ông. Ít nhất mình cũng phải thấy được là rút kinh nghiệm gì trong cái hôn nhân đó. Ví dụ hồi xưa em đi làm quá, em bỏ nên vợ em nó ngoại tình chị, ví dụ vậy. Chứ không lẽ thấy... giờ chứ không lẽ giờ thôi nhau và giữ những hình ảnh đẹp đẹp cho nhau một chút, chứ mình lẽ thôi nhau cứ đi kể hết cái tính xấu của mình cả chị cậu. Không phải, không phải là kể hết, mà em kể để tụi chị biết và tụi chị sẽ tìm cái người né tránh cái đó cho em. Giống như là em tụi em không hợp nhau á, nói chuyện không giải trí cưới gì ông, hồi xưa hợp sao cưới vậy, nó không hợp vậy đúng không? Thì ngày xưa yêu nhau thì rồi tới xong cưới nhau lâu quá rồi, giống như nói 2-3 tiếng là cãi nhau vậy. Cãi hoài là thường cãi gì, chuyện gì? Chuyện gì cũng cãi được hết á. Trời ơi, nhưng mà là có nghĩa là nó vì cái chuyện gì không? Ví dụ như vợ chồng kinh tế nó khó khăn, tiền không có nên nó đụng chuyện nó cứ cãi. Nói chung cuộc sống trước của hai chồng em thì kinh tế không có thiếu thốn gì hết. Giống như không hợp khắc khẩu vậy, giống như khắc khẩu vậy. Nói chuyện là sẽ cãi nhau. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào nè? Chia sẻ với chị. Chung là bạn gái nào mà hiện chút là được. Ngoại hình sao? Mô tả cho kỹ nè. Ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán cô đó em muốn như thế nào? Quê thì ở đâu cũng được, nhưng mà tìm cho em cô nào sinh năm 1992 là được. Rồi cô đó ly hôn đang nuôi con được không? Ủa, cũng giống như em thôi mà. Có gì đâu mà em phải chê người ta. À, ok. Mong người ta, em muốn đẻ con không? Nữa không? Cứ phải đẻ chứ, trời, không muốn đẻ. Giống như người ta đừng chê em là được rồi. Em chê người ta gì vậy? Ok em. Cũng vậy là tuổi tác thì bây giờ lớn hơn em chịu không? Không. Không chịu hả? Người ta nhìn trẻ trung lắm. Tuổi nói chung mà hôn nhân cái tuổi nó cũng quan trọng lắm. Tuổi tác không hợp về cũng chia tay hả? Rồi thôi, ok, được rồi. Thì tụi chị nắm cái thông tin như vậy để mà nếu mà được chọn á, sẽ có người trao đổi nhiều hơn với em nha. Ok chị, em cảm ơn chị nha. Ok em, rồi có gì đi chương trình liên hệ lại cho mình nha An. Dạ dạ. Rồi tuổi, nghề nghiệp và anh đang ở đâu nha? Tên Nguyễn Văn Tâm, tại Bạc Liêu. Rồi thì buôn bán tôm cá rồi, khô rồi. Rồi anh Tâm sinh năm mấy? 1975. 75 hả anh Tâm? Rồi anh ở Bạc Liêu là anh ở với ai? Hả? Anh đang ở chung với ai? Anh đọc tăng ở mình, cha mẹ mất hết rồi. Giờ mình chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi anh Tâm. Điểm mạnh là cái ưa mà cái gì buồn buồn, cái gì là cái gì cảm động rồi khóc, mà buồn là cái ưa nước mắt nhất. Còn nói chuyện mà không có vui vẻ lắm,
hòa đồng lắm, không có mà chích nít đồ da gì. Ừ. Có cơm nấu nước rồi nhà làm ở một mình là giờ anh Tâm đang ở nhà luôn hả? Đúng rồi. Rồi mình chia sẻ về đường tình duyên đi anh Tâm. Anh đã kết hôn hay chưa và anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Có kết hôn rồi năm nay lúc mình 30 tuổi, có được năm mà chia tay rồi. Anh Tâm để điện thoại gần gần lại anh xíu đi, em nghe ồn quá không nghe được tiếng Anh nè. Rồi anh kết hôn năm bao nhiêu tuổi? 30. Rồi 30 tuổi. Rồi anh với chị sống với nhau bao nhiêu lâu mà mình ly hôn? Năm à, năm mới ly hôn rồi. Lúc anh đi biển. Đi biển thì vô là vợ đi mất tiêu rồi. Là ở mới có năm rồi anh vô là vợ đi mất tiêu. À, vậy lúc đó là càng đó, lúc đó đang đi biển á. À. Rồi có con cái gì chưa anh? Có đứa con gái và ở với bà ngoại. Gái anh nay mấy tuổi rồi? Nay cũng 20-21 tuổi rồi. Rồi 21 tuổi đang ở với bà ngoại. Còn vợ của anh là có ở đó không hay là ở đâu? Có gia đình ở đâu á. Không biết, không ở lâu quá, không thấy không gặp. Bởi mấy chục năm nay, mấy năm nay. Rồi vậy gái ở với bà ngoại thì mình có tới thường xuyên tới thăm hay là chu cấp gì không anh? Có, như là có đi học, như là có cần cái gì đó, điện sinh. Còn bình thường có, bởi vì bên ngoài cũng có lo đầy đủ. Rồi rồi từ đó tới nay là anh có tìm hiểu thêm ai khác không? Cũng không, cũng có mà quen như quen ở trên mạng đồ đó, mình nhắn tin đồ đó chỉ mà chơi chứ đi ngoài thường không có. Là có nhắn tin trên mạng qua lại vậy thôi chứ cô không có mối nào dài lâu dài hả? À, có trên mạng thì nhắn tin nói chuyện đồ đó. Có chứ ra ngoài không có, đi chơi cũng là quê rồi không có. Ủa sao mà mình nhắn tin rồi mình không gặp nhau đi chơi luôn? Không kiểu mà người ở chỗ xa đó, mình công chuyện mà ăn đi trời buồn buồn nhắn tin nói chuyện ngồi chơi vậy thôi chứ không có mà gặp mặt thường với cà phê không gặp có như ba. Dạ. Rồi giờ nay lên chương trình là muốn phải gặp ở ngoài nha. Lên thành phố Hồ Chí Minh ghi hình đó nha. Rồi mẫu người bạn gái mà anh mong muốn là như thế nào nè? Rồi còn về tuổi tác quê quán thì sao anh? Tuổi tác thì nói chung là cũng tương đương với nhau, rồi là lớn 1-2 tuổi là nhỏ hơn 5-7 tuổi rồi cũng được rồi. Cái nhỏ quá cũng được, nhỏ quá thì khi mình không có đường đường nó không một cái lâu dài. Ví dụ như là cái chị đó cũng đã lập gia đình và đã có con giống như anh thì được không? Đó cũng là đồng ý, mình thương người đó thương mình, mình thương cái lo cho con đâu. Nó biết cho là được rồi, biết. Rồi giờ kinh tế của anh cũng ổn định rồi, ví dụ như chị đó có đang nuôi con thì mình chăm sóc luôn, phụ chị đó được không? Cũng lo luôn, nói chung là biết thương là biết nhau là lo hết trơn. Dạ, buôn bán vậy rồi tháng là thu nhập ổn định không anh? Cỡ khoảng nhiêu tháng? Cũng ổn định, những cái trường cái mùa, cái hạn, mùa hạn này có tôm cá nhiều đó, mình đi ra mua bán nhiều ra nó vô đó. Còn cái mùa mua bỏ rồi ít đó, mình cũng không thu nhập được nhiều. Thì theo mùa vậy đó, mùa tết thấy là nhiều. Đó là anh là mình bán, mở cửa hàng bán hay là có bán sỉ, đưa sỉ qua mấy cái tỉnh khác không? Đưa sỉ không à, cái tỷ mình lại theo dựa đó, lại thẳng hàng nó dặn như cái lòng dao. Là coi như là mình nguyên cái dựa luôn rồi ha, chứ không phải bán cửa hàng nhỏ ha. Dựa đó là khách hàng đó là ăn như cái mình đăng trên mạng đó, nó dặn như cái mình dao. Dạ. Rồi anh còn mong muốn cái mẫu người bạn gái thì sao nữa không anh Tâm? Bạn gái là cũng như là hiện đại, cũng muốn kiểu quá, đừng có hút thuốc với sông mình rồi. Rồi vậy thôi hen. Rồi. Rồi em